làm một ông công ty riêng, còn mình làm một công ty. Lúc mua sơ nhà bảo tí bảo chị vứt cho mấy chục, xong lúc mình hỏi mượn 8 triệu mẹ vừa được mấy ngày đòi lên đòi xuống. Con đường Nguyễn Xuyên Sa La này rộng nhỉ, sau này làm xong là như ở nhà nó hai bên nó mọc lên hết mà, thì nói chung là vẫn tắt tắc mà nó cũng đỡ hơn, nó tránh được cái đoạn một đường của Linh Ba gần nhà. Ui mấy giây nhỉ, đấy từ đây anh đạp ngà mấy giây nếu mà cái đường giao thông rồi chứ khoảng độ khi anh phút. Nếu mà không vướng cái gì đạp 5 phút 5 phút từ nhà mình lên đến Nguyễn Xuyên quá gần nhỉ. Chẳng trách chỗ này mấy 5 triệu mét, chỗ này trên này toàn phải 200-300, đây toàn xây nhà phố không, nhưng mà nếu mà có tiền đẹp quá nhỉ, dòng này xuống Thanh Hà mình đẹp. Nói chung ở Thanh Hà thế là hợp lý rồi, chả nói hợp lý mấy con đường thô này. Thanh Hà đẹp tuyệt vời, đường rộng mấy giây đấy, từ nãy giờ không vướng gì, cái anh đi mấy phút làm gì đã đến 5 phút. Nếu mà đường mà lúc mà đi giờ vắng vắng chắc là ấy, nó mà vắng vắng tầm buổi sáng tầm 6:30 thì chắc là đi từ Thanh Hà lên đây chắc 5 phút là Kim Văn Kim Lũ này, chỗ đoạn này là rơi vào tầm cột thứ bao nhiêu này, này mình sẽ căn cứ theo cái cột này là biết điểm 137 135 136 135 136 đúng không ạ, đấy sẽ đến cột xe máy thì lúc nào nó cho đi, nhưng mà ô tô là tùy từng hôm, hôm cho đi hôm không cho đi, cột mốc 135 mà. Đấy, theo cái mốc cột này là sẽ biết được. Bình thường thì nó chưa cho đi đâu. Nào đến nút Nguyễn Xiển đây. Đến ngã tư Nguyễn Trãi đấy, nếu mà không vắng thì chẳng mấy giây biết được. Chứ còn đi được 1-3 giờ cùng lắm đến Bixi Hà Đông. Tắt. Nhưng mà ngày mấy nữa mở ra dần Thanh Hà đi chạy thẳng đường đấy với Sa La đi con đường này chẳng tắt, nói chung là cũng sẽ tắt thôi, nhưng sẽ mà nó đỡ hơn kia, nó đỡ hơn ở cái đoạn cổng viện 103 ấy, xe mấy cái viện nó cứ đi ra đi vào nó hay ồn tắc, còn đường này thì nó chỉ ồn thôi chắc nó không tắc. Từ Thanh Hà đến Sa La 4 cây, xong từ kia ra đây chẳng mấy. Nếu mà đi thẳng đường này thì sẽ khoảng 8 cây. Đến tận ngã tư này đúng không? Từ giao Nguyễn Xiển. Từ Thanh Hà mà ra bến xe Mỹ Đình nó rơi 13-14 cây. 13-14 cây thì ở Hà Nội thì nó là bình thường. Là bình thường. Ở quê thì cảm giác nó xa, nhưng mà mua Thanh Hà làm con ô tô chạy đúng không? Mua ở Thanh Hà xong là còn làm được thêm con ô tô nữa mà không khí nó trong lành, nói chung có ô tô thì chẳng ngại gì. Ô tô mười mấy cây thì ngồi như chơi chơi, đi xe máy thì cảm giác mưa gió thì nó ngại tí thôi chứ bình thường bình thường. Đến rồi đây tắc chết gì không ạ, dây Thanh Hà hợp lý đấy nhỉ. Nhà anh ở Thanh Hà luôn đúng không? Tớ 6 tòa mặt đường. Ở trong cái tòa H2A và gì bạn cũng ngủ ở đấy, nhưng mà mua rừng penthouse bây giờ không có sổ. Như nhà mình có sổ chưa? Chưa. Sổ Thanh Hà thì chưa có sổ đâu. Đến HH kia còn đấy chưa có. Nhưng mà Thanh Hà là không sai phạm gì đâu, dân bất động sản biết Thanh Hà là không sai phạm gì.